Kính chào bà con và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình 365 ngày chuyển động do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng thực hiện. Thưa bà con, hiện nay do tác động của đại dịch Covid-19 nên thị trường tiêu thụ nhiều mặt hàng nông sản cũng bị ảnh hưởng. Đối với cây ớt chuông, loài cây họ cà được sản xuất tương đối phổ biến ở các vùng chuyên canh các loại rau, củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng chịu tác động chung của dịch bệnh. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần cuối của chương trình hôm nay. Nhưng trước hết xin mời bà con cùng với Hải Yến và Thúy Vi điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ có trong chương trình hôm nay. Nâng cao chất lượng nông sản, giải pháp giúp nhà vườn trồng rau trong tỉnh ổn định đầu ra. Trồng bưởi theo hướng hữu cơ, hướng đầu tư đang được nông dân Đạ Tẻ đẩy mạnh. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu nâng tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt bình quân từ 2,5 đến 3% một năm. Thông tin vui từ tỉnh Gia Lai, giá dưa hấu tăng cao trở lại. Thưa bà con và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Thậm chí có những thời điểm, một lượng lớn nông sản bị tồn đọng, không có đầu ra. Trước tình hình đó, một trong những vấn đề đã được bà con nông dân Lâm Đồng đẩy mạnh đó là không chạy theo sản lượng, chú trọng nâng cao chất lượng nông sản để có đầu ra đảm bảo, ghi nhận tại một mô hình trồng hoa và rau công nghệ cao ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Nhà nông Nguyễn Hữu Toán ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt hiện có 1,2 hectare đất sản xuất nông nghiệp, chuyên canh các loại nông sản ngắn ngày. Để ổn định năng suất, nâng cao chất lượng nông sản, toàn bộ những diện tích nói trên đều được chủ vườn đầu tư theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao. Do đặc thù của những loại nông sản ngắn ngày có thời gian canh tác trên đồng ngắn, từ 3 đến 4 tháng một vụ, nông dân lại thường xuyên tăng canh gối vụ để đẩy nhanh quay vòng đất. Bởi vậy, việc sử dụng các loại phân, thuốc theo hướng hữu cơ đã được nhà nông Nguyễn Hữu Toán ưu tiên đẩy mạnh. Song song đó, thường xuyên luân canh với các loại cây trồng khác họ để hạn chế mầm bệnh tồn dư có thể lây lan trong đất. Nhờ áp dụng đồng bộ và thường xuyên những giải pháp đó mà năng suất các loại nông sản trong vườn luôn ổn định. Cụ thể với cây khoai tây, năng suất đạt bình quân 3 tấn một sào, cà chua bíp 15 tấn một sào, hoa cúc 55.000 bông một sào. Chất lượng đảm bảo để giúp nông sản của nhà nông Nguyễn Hữu Toán có đầu ra ổn định, thu nhập bình quân mỗi năm 1,2 tỷ đồng. Và đáng mừng là không chỉ các loại nông sản ngắn ngày với những loại cây ăn trái, hướng đầu tư khoa học nói trên cũng đã được bà con nông dân Lâm Đồng áp dụng ngày càng phổ biến hơn. Cụ thể là tại huyện Đạ Tẻ, nhiều nông hộ ở đây đã ưu tiên áp dụng quy trình trồng và chăm sóc bưởi da xanh theo hướng hữu cơ. Huyện Đạ Tẻ hiện có 300 hectare bưởi da xanh, diện tích nói trên được thâm canh nhiều nhất ở xã Đạ Lây. Hiện nay, từ các tổ hợp tác xã đến các nông hộ lẫn doanh nghiệp đều đã ý thức được việc sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ sẽ mang lại hiệu quả. Tuy tốn nhiều công, nhưng đầu tư theo hướng hữu cơ giúp đất đai, cây cối phát triển bền vững, cho thu nhập lâu dài hơn khi sử dụng phân thuốc vô cơ. Hơn nữa, trái bưởi an toàn, chất lượng cao cũng giúp cho việc tiêu thụ dễ dàng với giá cả đảm bảo hơn. Bưởi da xanh cho thu hoạch gần như quanh năm với năng suất khoảng 60 đến 80 tấn một hectare một năm. Thời gian gần đây, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng thương lái thu mua tại vườn với giá dao động từ 18.000 đến 25.000 đồng một ký. Hiện đã có một doanh nghiệp liên kết với nông dân xã Đạ Lây sản xuất 35 hectare bưởi theo hướng hữu cơ. Đó là cơ sở để nâng cao chất lượng, liên kết tìm đầu ra ổn định về sau. Vâng, rõ ràng việc ứng dụng những quy trình canh tác tiên tiến khoa học chính là chìa khóa giúp nông sản Lâm Đồng ổn định năng suất, nâng cao chất lượng, tạo tiền đề để đẩy mạnh tìm kiếm đầu ra với giá cả phù hợp. Và để khuyến khích những cách làm nông nghiệp khoa học đó, thì từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, các doanh nghiệp khoa học công nghệ, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp. Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường. Doanh nghiệp khoa học công nghệ phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ trong kỳ để được hưởng ưu đãi thuế quan thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp khoa học công nghệ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. Áp dụng chính sách nói trên, đã có 3 doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Không dừng lại ở những hỗ trợ nói trên, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay thì vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Lâm Đồng đặt ra. Và để việc tái cơ cấu sản xuất đi đúng hướng, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu nâng tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt bình quân từ 2,5 đến 3% một năm. Một trong những nhiệm vụ đến năm 2025 của kế hoạch là cơ cấu theo 3 nhóm sản phẩm quốc gia, nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, nhóm sản phẩm đặc sản địa phương. Trong đó, nhóm sản phẩm du lịch quốc gia tập trung đầu tư phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến nông sản theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững. Ưu tiên nguồn lực đầu tư để thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng các chuỗi giá trị gắn với hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu quốc gia. Với nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, các địa phương căn cứ vào lợi thế, điều kiện cụ thể và nhu cầu của thị trường, có cơ chế chính sách ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh. Chuyển sang một số thông tin về thị trường nông sản. Thưa bà con và các bạn, giá thu mua cá ngừ những ngày gần đây tăng vọt. Đó là một thông tin vui đối với bà con ngư dân trong cả nước. Vâng, đúng vậy đó Hải Yến. Giá cá ngừ tăng đã tạo sinh khí mới cho nghề đánh bắt cá ngừ ở nhiều địa phương, khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển. Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam cho biết, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng xuất khẩu cá ngừ trong thời gian qua vẫn có nhiều tín hiệu tích cực. Thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam là Mỹ, chiếm tới 41% thị phần, tăng 11%. Ngoài Mỹ, khu vực Trung Đông chiếm 15%, EU 14%, ASEAN 5%, Nhật Bản 4%, còn lại là các nước khác. Những tháng đầu năm, việc xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang các nước ổn định. Nhờ vậy mà giá cá ngừ đại dương đã được các doanh nghiệp thu mua tăng từ 10% đến 15% so với năm trước. Cũng là thông tin nông nghiệp vui, giá dưa hấu tại Gia Lai đã tăng trở lại. Do tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát nên tỉnh Gia Lai đã nới lỏng giãn cách xã hội. Cùng với đó, hoạt động giao thương tại các cửa khẩu giáp biên giới với Trung Quốc đã nhộn nhịp trở lại, khiến thương lái đổ về các vùng trồng dưa hấu tại tỉnh Gia Lai thu mua nông sản. Nhờ đó, giá dưa hấu hiện tại đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tỉnh Gia Lai có gần 1.500 hectare trồng dưa hấu, được trồng chủ yếu tại hai huyện là Iapa và Krongpa. Trước Tết, thời điểm xảy ra dịch Covid-19 cũng là lúc thu hoạch dưa, nhiều hộ dân phải bỏ dưa tại ruộng, chịu thua lỗ. Đến nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, thương lái tập trung thu mua nên giá dưa hấu đã tăng cao bất ngờ. Huyện Krongpa là địa phương có diện tích dưa hấu lớn nhất tỉnh Gia Lai với 700 hectare. Nhờ điều kiện thuận lợi, cây dưa hấu sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao, bình quân đạt từ 40 đến 50 tấn một hectare. Nếu trước Tết, giá dưa chỉ từ 1 đến 2.000 đồng một ký, thậm chí có những ruộng dưa phải vứt bỏ, thì đến thời điểm này có giá 7 đến 8.000 đồng một ký. Đối với dưa tuyển chọn có giá trên 10.000 đồng một ký. Nếu như giá cá ngừ và dưa hấu có nhiều tín hiệu khả quan, thì giá ớt chuông của nông dân Lâm Đồng thời gian gần đây lại có nhiều biến động. Như bà con cũng đã biết, ớt chuông hay còn gọi là ớt Đà Lạt hay là ớt ngọt là cây họ cà được canh tác tương đối phổ biến ở thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận như là Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương. Mùa này, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường tiêu thụ khó khăn nên giá nhiều loại rau củ quả, trong đó có ớt chuông, giảm. Bình quân mỗi năm, nông dân Lâm Đồng canh tác gần 2.000 hectare ớt chuông. Đây là loại cây họ cà được đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao tương đối bài bản từ nhiều năm nay. Theo đó, bên cạnh việc được canh tác trong hệ thống nhà kính, bà con nông dân còn đưa vào sử dụng nhiều giống ớt chuông khác nhau như ớt chuông đỏ, vàng, xanh, v.v. Kèm theo đó là hệ thống tưới nhỏ giọt, vừa cung cấp một lượng nước đảm bảo, vừa kết hợp bón phân cho cây trồng. Bình quân 1.000 m², bà con nông dân trồng từ 3.000 đến 3.500 cây ớt chuông. Sau từ 3 đến 3 tháng rưỡi đầu tư chăm sóc, ớt chuông chính thức đi vào giai đoạn cho thu hoạch. Thời gian thu kéo dài trong vòng 10 đến 12 tháng, năng suất trung bình dao động từ 3 đến 6 kg một cây. Hiện nay, ớt chuông màu đỏ được thu mua với giá 28.000 đồng 1 kg và ớt chuông màu xanh có giá 4.000 đồng 1 kg, thấp hơn khoảng 20.000 đồng 1 kg so với cách đây gần 1 tháng. Theo nhiều nhà vườn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá ớt chuông giảm, nên nhiều nông hộ có sự điều chỉnh trong kế hoạch đầu tư sản xuất. Cái năm nay thì nó ảnh hưởng đến Covid, thành ra là nó bị xáo trộn. Tại vì khi mà bị Covid thì không có xuất khẩu được, mà không có xuất khẩu được thì nó ùn ra thì bà con làm nó không có lãi, thì họ sợ đầu tư. Tại vì những cái ớt là đầu tư rất là cao, đấy, không dám đầu tư, không dám trồng. Trong bối cảnh thị trường tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn chung như hiện nay, một trong những giải pháp đang được tăng cường đẩy mạnh đó là xây dựng các mô hình mẫu, khuyến khích nông dân canh tác nông nghiệp, trong đó có cây ớt chuông theo hướng bền vững, để vừa giảm chi phí đầu vào mà chất lượng nông sản vẫn đảm bảo. Trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi mới đề xuất sử dụng các loại côn trùng thiên địch ở trên vườn ớt để hạn chế được các loại thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay bà con chúng ta sử dụng quá nhiều, ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Thì cái giải pháp đưa ra là sử dụng các loại côn trùng thiên địch để khống chế các loại sâu hại ở trên vườn ớt, đặc biệt như các loại gây hại nặng như bọ trĩ này, nhện đỏ này, bọ phấn. Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tương đối thuận lợi để cây ớt chuông sinh trưởng và phát triển. Với chất lượng nông sản vượt trội như hiện nay, hy vọng giá cả thị trường và đầu ra thời gian tới sẽ có những tín hiệu khả quan hơn. Và những thông tin thị trường nông sản vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Thúy Vy và Hải Yến xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con vào những chương trình kỳ sau.